Thưa quý vị, vào chiều tối ngày hôm qua 21 tháng 5, tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Manila, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Pasino Aquino đã cùng chia sẻ lo ngại về việc Trung Quốc đưa giàn khoan 981 xâm phạm trái phép tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Qua đó cũng đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông. Còn trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam cùng Philippines kiên quyết phản đối hành động của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các nước, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm nêu trên, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế. Về tình hình đặc biệt nguy hiểm hiện nay ở Biển Đông, trước việc Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, xâm phạm nghiêm trọng vùng biển của các quốc gia ven biển, nhất là vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và đưa nhiều tàu hộ tống bảo vệ xâm phạm sâu vào trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông. Ngoài ra, Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Philippines cũng bàn bạc về nhiều chủ đề khác, trong đó có hợp tác kinh tế, hợp tác Biển Đông, an ninh quốc phòng, đồng thời tái khẳng định hợp tác Biển Đại Dương là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Cũng trong ngày hôm qua, khi trao đổi với một số hãng thông tấn quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự trừ khi bị bắt buộc phải tự vệ. Hiện nay, trước việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cũng đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế và vẫn coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc.